Thầy Tử Vi tiết lộ bí mật động trời về nam mạng tuổi Giáp Tuất, sinh năm 1994, năm 2023, luân chuyển càn khôn, tiền bạc ào ào đổ về túi, cực giàu. Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn nam tuổi Giáp Tuất, sinh năm 1994. Chúc các bạn nam tuổi Giáp Tuất bước sang năm Quý Mão 2023, được bình an, vui vẻ, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tuổi của mình trong năm 2023, chi tiết về các phương diện như sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, sao hạn và tử vi từng tháng trong năm 2023. Mong rằng với những thông tin hữu ích, chúng tôi có thể giúp cho các bạn có được cái nhìn tổng quan về vận trình của mình. Mời các bạn cùng theo dõi. Tổng quan tử vi năm 2023 cho các bạn nam tuổi Giáp Tuất, sinh năm 1994. Bước sang năm Quý Mão 2023, các bạn nam tuổi Giáp Tuất là 30 tuổi âm lịch và 29 tuổi dương lịch. Xét về thiên can, địa chi và ngũ hành. Xét về thiên can, Giáp gặp Quý Bình Hòa, tuổi Giáp Tuất nam mạng tự lo liệu và định đoạt công việc, ít có sự can thiệp hay trợ giúp từ người khác. Công việc hay tiền bạc đều duy trì ở mức bình ổn, không có quá nhiều biến cố. Xét về địa chi, Tuất gặp Mão Lâm cục diện nhị hợp, 2023 là thời điểm tốt để đương số khẳng định năng lực bản thân, phát triển sự nghiệp và tỏa sáng trên con đường kiếm tiền. Có thể xuất tiền lớn đầu tư trong năm, hứa hẹn thành công rực rỡ. Vận quý nhân vượng, có người mang cơ hội tốt đến cho bạn. Xét về ngũ hành tương khắc tác động ít nhiều tới tâm tư tình cảm và sức khỏe. Với người độc thân, bạn nên chủ động và cởi mở hơn trong chuyện tình cảm, đừng mãi đóng chặt cánh cửa trái tim. Đi lại chú ý vấn đề an toàn giao thông kẻo gặp tai nạn bất ngờ. Vận niên năm 2023. Trong năm Quý Mão, tuổi Giáp Tuất nam mạng gặp vận niên hầu thực quả, tức khỉ ăn trái cây. Hình ảnh này mang ý nghĩa như sau: khỉ được nhiều trái cây ăn no đủ, năm này làm việc gì dù to dù nhỏ đều có lợi nhiều, buôn bán thì đông khách, làm ruộng thì được mùa. Vận Sơn đỏ, trong năm mới có thể tiến hành nhiều dự định quan trọng, kết quả vượt xa tầm mong đợi. Những biến chuyển của thiên can, địa chi và ngũ hành, có thể thấy, vận khí của nam mạng Giáp Tuất, sinh năm 1994, trong năm 2023 có nhiều điểm sáng về mặt công danh, sự nghiệp và tài chính. Bản mệnh có một năm làm ăn tốt lành, đánh đâu thắng đó. Vận quý nhân vượng còn mang lại cho con giáp này nhiều sự hậu thuẫn kịp thời mỗi khi cần, nhờ đó đường thăng tiến càng thêm mở rộng. Tuy nhiên, tâm tư tình cảm có nhiều xáo trộn, nên tự mình tháo gỡ để không ảnh hưởng tới cuộc sống. Phương diện sức khỏe cũng cần được chăm sóc cẩn thận. Năm Quý Mão 2023, các bạn nam tuổi Giáp Tuất gặp sao Thủy Diệu chiếu mạng. Sao Thủy Diệu chiếu, nam mạng Giáp Tuất gặp may mắn về tiền bạc và không ít tin vui về tình cảm, trong gia đình có hỷ tín. Tuy nhiên sao này kỵ nhất vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch, chủ về thị phi, khẩu thiệt mất mát của cải, bị đàm tiếu, nói xấu sau lưng. Mưu sự lớn nên tránh thời điểm 2 tháng này để đề phòng xui xẻo. Ngoài ra cần lưu ý, đương số cần cẩn thận đường sông nước, hạn chế đi du lịch vùng biển, sông suối, dễ gặp trở ngại, tai họa bất ngờ ập tới. Năm Quý Mão 2023, các bạn nam tuổi Giáp Tuất gặp vận hạn, hạn ngũ mộ. Nam mạng Giáp Tuất gặp hạn này, dễ bị hao tổn về tiền bạc, bất an về tinh thần. Bản mệnh không nên tin người thái quá, không cho ai ngủ nhờ, kẻo gặp tai bay vạ gió, mất mất tiền của. Mua đồ cẩn thận kẻo mua phải hàng giả, tiền mất tật mang. Giáp Tuất, sinh năm 1994, hay còn gọi là thủ thần chi cẩu. Bước sang năm Quý Mão 2023, nhìn chung thì tổng thể vận trình của các bạn nam tuổi Giáp Tuất tương đối lạc quan. Các tinh chiếu mạng nên gặp được nhiều may mắn về sự nghiệp, tài chính. Đặc biệt, những người làm kinh doanh buôn bán càng dễ gặp may mắn, lợi nhuận tăng tiến nhanh chóng. Tuy nhiên, nên thận trọng khi hợp tác kẻo tin lầm người mà mất tiền mất của. Bản mệnh còn đón tin vui về phương diện tình cảm, gia đình có hỷ tín. Xét về phương diện sự nghiệp, cho các bạn nam tuổi Giáp Tuất, sinh năm 1994, trong năm Quý Mão 2023. Các bạn nam tuổi Giáp Tuất, trong năm 2023, sự nghiệp phát triển khá tốt. Công việc, sự nghiệp có nhị hợp phù trợ, bạn xây dựng được những mối quan hệ xã giao hài hòa, đi đến đâu cũng được người giúp đỡ, khó khăn không có gì đáng lo ngại, khi quý nhân xuất hiện đúng lúc dẫn đường đi, nước bước cho bạn có được sự may mắn hơn người, bạn còn thường xuyên được giới thiệu, hoặc phân công cho những công việc phù hợp với khả năng, giúp nâng tầm vị thế của bản thân mình. Ngoài ra, dưới sự ảnh hưởng của các cát tinh, bạn có khí chất hơn người, bản lĩnh, điềm tĩnh, quyết đoán, và các bạn càng lạc quan thì sự nghiệp càng phát triển mạnh mẽ trong năm nay. Người kinh doanh buôn bán, vận trình có được chuyển biến mạnh mẽ, lượng khách hàng đối tác bắt tay với bạn luôn ổn định và có dấu hiệu ngày một tăng tiến, bạn mệnh tìm được chỗ đứng trên thị trường, có lợi thế cạnh tranh riêng, nên không sợ đối thủ. Đặc biệt là các bạn nam tuổi Giáp Tuất trong năm này, sẽ có nhiều cơ hội về nghề nghiệp, có nhiều cơ hội tốt để phát triển về sự nghiệp hoặc thăng quan tiến chức và tài lộc. với những người đang ấp ủ ý định khởi nghiệp trong năm này cũng khá phù hợp để bắt đầu. Tuy nhiên, các bạn cũng nên tiến hành từ quy mô nhỏ lẻ, thăm dò thị trường một thời gian, sau rồi mở rộng cũng chưa muộn. Cách làm chậm nhưng chắc sẽ mang lại hiệu quả cao. Các bạn nam tuổi Giáp Tuất trong năm này dù có vận số trong năm tốt nhưng bạn không vì thế mà sinh ra kiêu ngạo, tự phụ, đang còn trẻ tuổi, cần khiêm tốn, lắng nghe, tiếp thu ý kiến của mọi người, nhất là lãnh đạo hoặc tiền bối đi trước. Xét về phương diện tài lộc cho các bạn nam tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 trong năm Quý Mão 2023. Đối với các bạn nam tuổi Giáp Tuất bước sang năm Quý Mão 2023 có vận trình tài lộc cực kỳ tốt, công việc tiến triển thuận lợi, đảm bảo nguồn thu nhập chắc chắn. Nếu các bạn tạo được dấu ấn vượt trội thì tiền bạc sẽ càng sinh sôi nảy nở. Sự nghiệp phát triển mạnh mẽ nên các bạn có được nguồn thu nhập rất ổn định. Thậm chí với có thể nhận được phong bao lì xì hoặc là quà tặng từ cấp trên, công ty. Người làm kinh doanh, buôn bán cũng có một năm buôn bán suôn sẻ. Khả năng tính toán của các bạn nếu được tận dụng tối đa sẽ càng tạo ra nhiều giá trị hơn nữa. Các bạn sẽ có được một năm bội thu về tài lộc, bản mệnh lại có lộc trời ban, mua may bán đắt, một vốn bốn lời nên không phải lo về thu nhập của mình. Với các bạn nam tuổi Giáp Tuất trong năm này, có thể kiếm được rất nhiều tiền, bất kể là chính tài hay thứ tài. Sự chăm sóc của thần tài mang đến cho các bạn có được những cách kiếm tiền rất tốt, cũng giúp cho các bạn tích lũy được về tiền bạc của cải. Ngoài ra, các khoản thu chi cân đối, và cũng giúp cho các bạn đã có được một khoản tích lũy để đảm bảo cho những biến cố của cuộc sống. Có thể thấy trong năm Quý Mão 2023 này, các bạn nam tuổi Giáp Tuất có công việc được thuận lợi, tài lộc không ngừng khởi sắc. Cả chính tài và thứ tài đều tăng. Tuy nhiên, các bạn nam tuổi Giáp Tuất trong năm này cũng không nên vội tin lời dụ dỗ mà dốc tiền đầu tư vào lĩnh vực không nắm rõ. Nếu không có thể bị thua lỗ do sai lầm. Xét về phương diện tình cảm cho các bạn nam tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 trong năm Quý Mão 2023. Bước sang năm Quý Mão 2023, vận trình tình cảm của các bạn nam tuổi Giáp Tuất có nhiều sự khởi sắc đáng kể. Mọi thứ đang diễn tiến theo hướng tích cực. Người độc thân đào hoa vượng, dễ dàng tìm được ý chung nhân. Có điều cần lưu ý, bạn nên cẩn thận lời nói, nghĩ sao nói vậy, chứ đừng dối bản thân mình kẻo phải khổ tâm liên miên. Năm này các bạn gặp được ngũ hành tương sinh giúp ích nhiều cho con đường tình duyên, người độc thân nên chủ động hơn trong các mối quan hệ, kiên trì hơn khi theo đuổi người khác phái, nếu đã có tình cảm thì nên xác định nghiêm túc, đừng chỉ hời hợt qua đường. Nếu bạn đã lập gia đình, bạn và người ấy có cơ hội nhận tin khi đón thêm thành viên mới, cũng nhờ vậy quan hệ giữa hai vợ chồng bạn ngày càng gắn bó, bạn và người ấy tìm được động lực để tiến lên trong cuộc sống. Xét về phương diện sức khỏe, cho các bạn nam tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994, trong năm Quý Mão 2023. Về phương diện sức khỏe cho thấy, các bạn nam tuổi Giáp Tuất tuy không gặp vấn đề nào quá lớn về sức khỏe, nhưng cũng khó tránh tình trạng ốm vặt. Bản mệnh nên cân bằng công việc và cuộc sống, nghỉ ngơi nhiều hơn, tránh tình trạng lao lực. Quá trình tham gia giao thông cũng phải cẩn thận, không phóng nhanh vượt ẩu, coi thường luật lệ kẻo dễ gây tai nạn, gây tổn hại đến sức khỏe. Có sức khỏe là có tất cả, vì vậy các bạn nên biết cách duy trì sức khỏe tốt để yên tâm phấn đấu cho công việc, sự nghiệp của mình. Ngày, giờ xuất hành, tuổi Giông Đất tốt cho các bạn nam tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 trong năm Quý Mão 2023. Số của các bạn nam tuổi Giáp Tuất xuất hành vào ngày chẵn, giờ lẻ và tháng chẵn. Làm ăn, hùn hợp hay phát triển về sự nghiệp sẽ gặp nhiều may mắn, được suôn sẻ, thuận lợi, thu về nhiều thắng lợi to lớn, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Ngày mùng 1 Tết, dương lịch Chủ nhật ngày 22 tháng 1 năm 2023. Âm lịch là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023, tức ngày Canh Thìn, tháng Giáp Dần, năm Quý Mão. Giờ xuất hành tốt cho các bạn nam tuổi Giáp Tuất. Giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thanh Long, tốt nhất là 7 giờ 5 phút giờ địa phương. Hướng xuất hành tốt cho các bạn nam tuổi Giáp Tuất. Xuất hành theo hướng Tây Bắc để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng Tây Nam để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm. Ngày mùng 2 Tết, dương lịch thứ Hai, ngày 23 tháng 1 năm 2023. Âm lịch là ngày mùng 2 tháng 1 năm 2023, tức ngày Tân Tỵ, tháng Giáp Dần, năm Quý Mão. Ngày này là ngày sát chủ, không tốt cho việc xuất hành, hay khởi cầu về công danh, tài lộc. Nếu xuất hành, bạn nên chọn giờ hoàng đạo và hướng tốt trong ngày. Hướng tốt trong ngày, hỷ thần và tài thần, hướng Tây Nam. Ngày mùng 3 Tết, dương lịch thứ Ba, ngày 24 tháng 1 năm 2023. Âm lịch là ngày mùng 3 tháng 1 năm 2023, tức ngày Nhâm Ngọ, tháng Giáp Dần, năm Quý Mão. Giờ xuất hành tốt cho các bạn nam tuổi Giáp Tuất là 7 giờ 5 phút giờ địa phương. Hướng xuất hành tốt cho các bạn nam tuổi Giáp Tuất. Xuất hành theo hướng chính Nam, để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng chính Tây, để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm. Tuổi Sông đất hợp với gia chủ tuổi Giáp Tuất, sinh năm 1994, nam mạng, trong năm Quý Mão 2023. Dựa vào thiên can, địa chi và lựa chọn ngũ hành hợp với tuổi của gia chủ tuổi Giáp Tuất. Điều này nhằm mang tới may mắn, tài lộc cho gia chủ. Người tới sông đất cho gia chủ phải là người khỏe mạnh, luôn vui vẻ, hân hoan, đặc biệt họ càng thành công thì vía mà các bạn nhận được càng nhiều. Cần kiêng những người nhà đang có tang hoặc phụ nữ đang mang bầu để tránh âm khí. Tuổi sông đất tốt nhất cho gia chủ tuổi Giáp Tuất nam mạng trong năm Quý Mão 2023 gồm có tuổi Kỷ Hợi 2019, tuổi Canh Dần 2010, tuổi Tỵ 1989, tuổi Đinh Hợi 2007, tuổi Bính Tuất 2006, tuổi Nhâm Ngọ 2002, tuổi Mậu Dần 1998, tuổi Đinh Tỵ 1977. Các bạn nam tuổi Giáp Tuất, sinh năm 1994, trong năm Quý Mão 2023, có phạm tam tai, hoang ốc, kim lâu, không? Tam tai 2023. Nam tuổi Giáp Tuất không phạm tam tai, tốt. Chỉ cần bạn chú tâm vào công việc hiện tại hoặc có thể mở mang thêm, thì tiền bạc chảy về túi ầm ầm. Kim lâu 2023. Nam tuổi Giáp Tuất phạm kim lâu thê nếu tiến hành cưới hỏi hay xây dựng nhà cửa trong năm. Hai đại sự này nên tránh kẻo sẽ gây họa lớn cho người phối ngẫu của mình. Hoang ốc 2023. Nam tuổi Giáp Tuất phạm hoang ốc không tốt cho việc mua hoặc xây sửa nhà cửa. Trong năm Quý Mão 2023, các bạn nam tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 cần đặc biệt chú ý tới hạn ngũ mộ và sao thủy diệu chiếu mệnh. Mức độ ảnh hưởng của hạn ngũ mộ đối với các bạn nam tuổi Giáp Tuất. Nhắc đến hạn ngũ mộ, người xưa có hai câu thơ dưới đây sẽ cho thấy rõ hạn ngũ mộ là tốt hay xấu. Ngũ mộ hạn xấu tồn tại, thiên tinh phải mắc dạ tai ngục hình. Khi gặp phải hạn ngũ mộ, trong năm đó chắc chắn có nguy cơ bị mất mát, tiêu tán về tài sản tiền của. Ngay cả khi có lòng tốt cho người khác ở nhờ, ngủ nhờ, cũng dẫn tới hao tốn tiền của vì dễ gặp phải người gian, có tính trộm cắp gây thiệt hại về tài chính. Cụ thể hạn ngũ mộ được diễn giải như sau. Thứ nhất, bị kẻ gian lấy tiền của, hàng hóa mua vào kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái, khiến cho tài chính suy giảm, thậm chí thua lỗ tới trắng tay, không một xu dính túi. Thứ hai, khi mua hàng không có hóa đơn, chứng từ thì dễ bị vướng vào vấn đề pháp luật, lao lý. Mất tiền mà chất lượng chẳng thấy đâu. Thậm chí còn bị bắt giữ, gặp rắc rối với pháp luật vì mua bán hàng hóa không chất lượng, hàng hóa không có xuất xứ rõ ràng. Thứ ba, ngay cả khi chúng ta có lòng tốt muốn giúp đỡ người khác, cho vay, cho mượn tiền cũng gặp phải rắc rối, khó hoặc không đòi được tiền về. Cho người khác tá túc thì có nguy cơ bị trộm cắp vì gặp phải kẻ gian. Tất cả đều dẫn tới tiêu tán tiền bạc của gia chủ. Có 6 điều cần đặc biệt chú ý để vượt qua hạn ngũ mộ đối với các bạn nam tuổi Giáp Tuất trong năm Quý Mão 2023. Thứ nhất, trong làm ăn buôn bán, cần kiểm tra xuất xứ hàng hóa rõ ràng. Đừng vì một chút lợi nhuận mà nhắm mắt chấp nhận hàng giả kém chất lượng. Nhỡ như bị công an kiểm tra tịch thu hàng hóa thì sẽ mất cả chỉ lẫn chài. Thứ hai, về tài sản tiền bạc của bản thân nên giữ cẩn thận, không nên cho vay hay cho mượn dù là bất cứ ai. Thứ ba, nên sống hướng thiện, chăm làm việc có ích cho mọi người, cho đi mà không yêu cầu được nhận lại. Tốt nhất hãy tạo mối quan hệ với những người lương thiện. Thứ tư, đặc biệt nếu đang giữ nhiều tiền, vàng, thì cần tránh cất tại nhà mà hãy gửi tiết kiệm, vừa đảm bảo an toàn lại thu lãi, tránh được trộm cắp. Thứ năm, để thuận lợi giữ tiền bạc bạn nên bày những vật phẩm phong thủy có tác dụng trấn an tài sản, hạn chế thất thoát. Thứ sáu, không để người lạ vào nhà hay ngủ qua đêm, tránh xảy ra trộm cắp tài sản. Các bạn nam tuổi Giáp Tuất, sinh năm 1994, trong năm Quý Mão 2023, cũng cần chú ý đến sao thủy diệu chiếu mệnh. Sao thủy diệu, còn gọi là thủy tinh, là một phước lộc tinh chiếu mệnh, sẽ mang đến nhiều điều may mắn, có nhiều niềm vui, tài lộc và vận may trong cuộc sống cũng như công việc làm ăn buôn bán thuận lợi. Sao thủy diệu, là phước lộc tinh, tốt nhưng cũng kỵ tháng 4 và tháng 8. Chủ về tài lộc hỉ. Không nên đi sông, biển, đi xa tránh qua sông qua đò, giữ gìn lời nói nếu không sẽ có tranh cãi, lời tiếng thị phi. Người mệnh kim gặp sao thủy diệu chiếu mệnh thì vô cùng hợp, mệnh mộc cũng rất tốt nhất là nữ giới nếu đi làm ăn xa thì mang được tài lộc về nhà. Từ xa xưa người ta đã quan niệm rằng dù gặp sao tốt hay sao xấu thì cũng nên làm lễ hóa giải và nghênh sao. Sao thủy diệu là phúc tinh nên cần làm lễ nghênh sao, hóa giải vận hạn, mong muốn tránh được rủi ro, để tâm lý được vững vàng, có thêm niềm tin trong cuộc sống và gặp nhiều may mắn. Theo các chuyên gia phong thủy, thời gian cúng sao thủy diệu thích hợp nhất là vào lúc sao đăng viên, sao chiếu sáng tròn nhất. Ngày sao thủy diệu đăng viên vào lúc 19 giờ đến 21 giờ ngày 21 âm lịch hàng tháng. Hướng về chính Bắc để làm lễ giải sao. Vận trình từng tháng âm lịch cho các bạn nam tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 trong năm Quý Mão 2023. được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Vận trình tháng 1 âm lịch 2023 cho các bạn nam tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994. Bước sang năm mới 2023, điều mà bạn quan tâm nhất lúc này là khai vận năm mới của mình, để có một năm đầu xuôi, đuôi lọt, gặp hung hóa cát, cũng như có quý nhân phù trợ. Tháng đầu tiên của năm Quý Mão, gặp được tháng có ngũ hành tam hợp Dần, Ngọ, Tất trợ mệnh, được dự báo vận trình tuổi Giáp Tuất tương đối lạc quan. Công việc được hanh thông, mưu cầu về công danh sự nghiệp dễ thành, tiền bạc có nhiều khởi sắc. Một tháng cát lợi, quan hệ xã giao hài hòa, giúp bản thân thu nhiều lợi ích khi ra ngoài gây dựng sự nghiệp, bạn sẽ có quý nhân giúp đỡ, đồng hành. Màu may mắn là màu hồng, màu đỏ. Hướng may mắn là hướng Tây Bắc, hướng chính Nam. Vận trình tháng 2 âm lịch 2023 cho các bạn nam tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994. Tháng 2 âm lịch của người tuổi Giáp Tuất có thể coi là đại cát, với địa chi là Áo Mộng Đồng Cung, Thái Tuế Thiên Can với Ất Mộc, chính quan lại tương sinh, Thiên Can Quý Thủy. Vận trình của tuổi này cát càng thêm cát, phẩm chất thanh cao, liên kết được đám đông, được mọi người ngưỡng mộ, dễ được đề bạt, trong công việc và tiền bạc đều có sự giúp đỡ mà tăng chức tăng lương. Màu sắc may mắn là xanh lục hồng. Hướng may mắn là Đông Nam. Vận trình tháng 3 âm lịch 2023 cho các bạn nam tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994. Bước sang tháng 3 âm lịch, vận thế của nam tuổi Giáp Tuất bán hung bán cát, thiên ấn bị chính tài khắc chế, nguyên lệnh là tiền thổ khắc chế Thái Tuế Mão Mộc, bản mệnh và nguyện lệnh có tương sinh. Ngụ ý vận trình thiếu sự nhẫn nại để thành công, chính tài trói buộc thiên tài, khiến bản mệnh trở nên nghi thần nghị quỷ, làm gì cũng chỉ đơn độc một mình. Trong công việc bạn không phát huy được khả năng lĩnh hội và sức sáng tạo của bản thân. Hướng tốt hướng Đông Nam. Màu may mắn hồng, xanh. Vận trình tháng 4 âm lịch 2023 cho các bạn nam tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994. Đây là thời điểm thích hợp để bạn mệnh bắt tay thực hiện hóa các kế hoạch dự án. Các bạn nên tiến hành chậm mà chắc, vừa làm vừa thay đổi, điều chỉnh, rồi cuối cùng sẽ hoàn thành mục tiêu. Bên cạnh đó bạn hãy luôn dành thời gian để lắng nghe thêm lời gợi ý của mọi người. Chuyện tình cảm khá êm đềm, khi vợ chồng có mâu thuẫn tranh cãi với nhau, dù có chuyện gì xảy ra, hai người vẫn có thể bình tĩnh để nói chuyện, trao đổi và tìm cách xử lý, những cặp đôi thậm chí hai bạn có thể đón tin vui về thành viên mới trong gia đình. Hướng tốt, Đông Nam. Màu may mắn, tím, hồng. Vận trình tháng 5 âm lịch 2023 cho các bạn nam tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994. Tháng này bạn được giới thiệu cho những cơ hội quý báu mà hiếm người có được, hãy nhanh chóng nắm bắt, bạn có thể gặt hái thành công và khẳng định vị thế của mình. Được quý nhân chiếu cố dẫn đường chỉ lối, giúp nam mệnh tuổi Giáp Tuất làm điều gì cũng thuận lợi. Với người làm ăn kinh doanh, bạn ý thức được điểm mạnh của bản thân để phát huy đúng lúc, đối thủ cạnh tranh cũng không làm cho bạn chùn bước, mà ngược lại bạn càng cảm thấy tự tin vào năng lực, ý chí phấn đấu hơn. Hướng tốt trong tháng, hướng Đông Nam. Màu may mắn, hồng, xanh. Vận trình tháng 6 âm lịch 2023 cho các bạn nam tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994. Tuổi Giáp Tuất nam mạng trong tháng này cần đề phòng kẻ xấu rình rập, có thể vì những thành tích bạn gặt hái được là nguyên nhân làm cho kẻ tiểu nhân ganh ghét đố kỵ, hãy cẩn trọng đừng tin người khác quá dễ dàng. Trong mối quan hệ, bạn trở nên quá cố chấp với những quan điểm của mình, đặc biệt là với các cặp vợ chồng, bạn nên dành thời gian để lắng nghe ý kiến cảm nhận của người ấy nhiều hơn, đừng nên áp đặt suy nghĩ của mình cho đối phương. Hướng tốt trong tháng là hướng Tây Bắc. Màu may mắn, màu xanh lục, màu đen. Vận trình tháng 7 âm lịch 2023 cho các bạn nam tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994. Tháng này, các bạn nam tuổi Giáp Tuất gặp nhiều cơ hội để phát huy điểm mạnh của bản thân, thậm chí cấp trên còn chủ động giao cho bạn những nhiệm vụ quan trọng, là bước ngoặt trên con đường thăng quan, tiến chức của bản mệnh. Chuyện làm ăn kinh doanh tiến triển thuận lợi, bạn làm quen được với những khách hàng, đối tác triển vọng, có thể bạn sẽ phải làm việc vất vả một chút trong cộng việc, nhưng bạn sẽ được trả công xứng đáng khiến bạn cảm thấy tràn đầy động lực. Hướng tốt trong tháng là hướng chính Bắc. Màu may mắn, đen, hồng. Vận trình tháng 8 âm lịch 2023 cho các bạn nam tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994. Bước sang tháng 8 âm lịch, các mối quan hệ xã giao phát triển tốt, các bạn nam tuổi Giáp Tuất độc thân, nhanh chóng làm quen với nhiều đối tượng triển vọng, trong quá trình giao lưu, trò chuyện, hai người rất tâm đầu ý hợp. Trên phương diện chi tiêu, bạn bắt đầu tiêu có kế hoạch hơn, nên có thể tích lũy được một khoản tiền kha khá, và bạn có thể dành thời gian nghiên cứu các lĩnh vực đầu tư, hoặc gửi tiết kiệm, giúp đồng tiền của mình tiếp tục sinh sôi. Hướng tốt trong tháng là hướng Đông. Màu sắc may mắn, hồng, xanh lục. Vận trình tháng 9 âm lịch 2023 cho các bạn nam tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994. Tháng 9 âm lịch có điểm báo, một vài khó khăn sẽ xảy đến với người nam tuổi Giáp Tuất, đòi hỏi bạn phải kiên trì, quyết tâm, không bỏ cuộc giữa chừng thì vẫn đạt được kết quả. Thông qua thử thách lần này, bạn nhận ra ai là người luôn ủng hộ mình, đồng thời cũng phát hiện ra tiềm lực của bản thân. Về tình cảm, chuyện tình cảm có một vài trục trặc khi vợ chồng bạn hiểu lầm nhau trên một vấn đề nào đó, bạn cần chú ý trong lời nói năng, hành sự, đừng để cảm xúc bột phát trong lúc nóng giận, khiến mối quan hệ giữa hai người bị tổn thương. Hướng tốt trong tháng là hướng Tây. Màu may mắn, hồng, đen. Vận trình tháng 10 âm lịch 2023 cho các bạn nam tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994. Tình hình tài chính của các bạn nam tuổi Giáp Tuất có sự gia tăng đáng kể trong tháng 10 này, bởi bạn nắm bắt được xu thế của thị trường, và sẵn sàng là người đi tiên phong, dù gặp chút khó khăn nhưng kết quả thu lại rất đáng tự hào. Người làm công ăn lương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cũng sẽ nhận được các khoản thưởng nóng, tuy nhiên, dù trong tháng có được thành công, bạn cũng chớ nên kiêu ngạo, làm tiểu nhân thấy chướng tay, gai mắt mà gây họa. Hướng tốt trong tháng là hướng Đông Nam. Màu may mắn, đỏ, xanh lục. Vận trình tháng 11 âm lịch 2023 cho các bạn nam tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994. Nếu có tình cảm với ai, bạn mệnh nên chủ động bày tỏ với người đó, đừng chần chừ do dự quá lâu, với người đã lập gia đình bạn và người ấy tháo gỡ được những hiểu lầm, đôi bên thêm hiểu và trân trọng nhau hơn. Sự nghiệp phát triển ổn định, bạn khá vất vả vào những tháng cuối năm, đổi lại bạn nhìn thấy được thành quả của mình, với người làm lãnh đạo bạn có thể dẫn dắt tập thể vượt qua khó khăn, tìm hướng đi mới cho tương lai, hứa hẹn đưa cả tập thể, công ty cùng đi lên, lớn mạnh hơn nữa. Hướng tốt trong tháng là hướng Đông Bắc. Màu may mắn, xanh lục, màu đen. Vận trình tháng 12 âm lịch 2023 cho các bạn nam tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994. Về phương diện tài lộc của các bạn nam tuổi Giáp Tuất phát triển mạnh mẽ trong tháng cuối cùng của năm 2023 này, bạn đã đón được xu thế của thị trường, biết được điểm mạnh của bản thân để phát huy đúng lúc, vì vậy bạn đạt được những thành tích đáng khiến cho người khác ngưỡng mộ. Người làm công ăn lương có cơ hội nhận được quyết định thăng chức tăng lương, những cố gắng của bạn trong suốt một năm vừa qua đã được ghi nhận và đánh giá cao, đây là động lực để bạn cố gắng hơn nữa. Chuyện tình cảm cũng có tiến triển tích cực khi người độc thân gặp được người phù hợp, người có đôi có cặp thêm trân trọng nửa kia của mình hơn. Hướng tốt trong tháng là hướng Đông. Màu sắc may mắn, hồng, xanh lục. Khép lại một năm đầy may mắn cho các bạn nam tuổi Giáp Tuất. Trên đây là toàn bộ thông tin về tử vi tuổi Giáp Tuất, sinh năm 1994, nam mạng, trong năm Quý Mão 2023. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp các bạn an tâm hơn phần nào cho những dự định sắp tới của mình. Chúc các bạn năm mới an khang, thịnh vượng, bội thu về tài lộc. Xin chào và hẹn gặp lại.